Câu bao nhiêu nhỉ? Câu 69. 69 đáp án B. Khoanh đáp án trước nhá, xong đầu hỏi câu gì thì chữa nhá. 70 đáp án D. Được chưa? 71 đáp án A. 72 A. 73 C. 74 C. Bảy năm D, bảy sáu D, bảy bảy C, bảy tám B, bảy chín A, 20 B. Trong đó có câu 77 là câu khó nhất, lấy điểm 10. Để sang trang. Câu 69 mọi người làm được không? Sau khi phản ứng chất rắn thu được là đầu tiên là em phải viết phương trình phản ứng ra để xem có chất tạo sinh hay không, đúng không? Được chưa? Như vậy ta có là ZL cộng với S tạo ra ZLS. Mol lưu huỳnh là bao nhiêu? 6,4 chia 32 là 0,2 mol, đúng không? Mol kẽm 13 chia 65 cũng bằng 0,2, đúng không? Tỷ lệ 1:1 thì không có chất tạo dư, như vậy chỉ có ZLS thôi. Đúng chưa? Câu 70. Hòa tan mờ gam nhôm và đặc lóng được 5,04 lít là bao nhiêu mol? Bấm đi. 5,04 chia 2,4. Ngân làm chưa? Không làm ạ? 0,225 mol. Được chưa? Mà SO2 và lưu huỳnh và HAS tỷ lệ 1:2 đúng không? Em lấy 0,225 chia 3 đi. 0,225 chia 3. Thì SO2 sẽ là 0,075 mol. Còn HAS gấp đôi cái đấy là 0, bao nhiêu? 0,15. Đúng không? Như vậy ta có mol của SO2 và HAS. Thế thì em dùng bảo toàn em tính được gì? Mol của nhôm chưa? Như vậy ta có mol nhôm bằng lấy 0,075 nhân 2. Bấm máy đi. 0,075 nhân 2 vì lưu huỳnh nhận 2E mà. Cộng với 0,15 nhân 8 rồi tất cả chia 3. Nhôm cho 3E, được chưa? Bấm ra bao nhiêu? 0,45. Sau em nhân 27 đi. 12,15. Được chưa? Đấy. Đây là ta dùng bảo toàn E nhá. Lấy mon SO2 nhân với 2E nhận cộng với mon H2S nhân với 8E nhận. Vì lưu huỳnh từ dương 6 xuống 2S, H2S là âm 2 để nhận 8E. Sau đó chia cho nhôm là cho 3E mà, được chưa? Thì ra mon nhôm. Câu 71. Mol SO2 bao nhiêu? 0,25 đúng không? Mol của NaOH là 0,5 nhân 0,75. Bấm đi. 0,375. Ta nhận thấy ngay rằng tỷ lệ mol của NaOH trên mol của H trên mol của SO2 lớn hơn 1 nhưng nhỏ hơn 2. Thì chắc chắn phải ra 2 muối. Đúng chưa? Chắc chắn phải ra 2 muối. Thế bây giờ tính như nào? Ta sẽ giải hệ phương trình thôi, đúng không? Nào, có ai còn nhớ cái hệ phương trình nhớ không? X cộng y bằng 0,25 và x cộng 2y bằng 0,375. Em giải hệ đấy, giải x y đi. X cộng y bằng 0,25 và x cộng 2y bằng 0,375. X y ra bao nhiêu? Một phương trình là x cộng y bằng mol CO2, một phương trình là x cộng 2y bằng mol của NaOH. X bằng 0,125. X bằng x bằng bao nhiêu? 0,125. 125 mẹ 25. 125. X bằng 0,125, y bằng 0,125 mà. Để đáp án A nhé, gõ sai mất, gõ thiếu mất số 1 rồi. À nhưng mà đây là người ta bắt tính lồng độ mol lít mà. Ta phải chia ra đã chứ. Lấy 0,125 chia cho 0,5 thì bằng 0,25, đúng rồi. Mình vừa tính là tính mol, còn đề hỏi lồng độ, đúng không? Nhưng đầu tiên ta khẳng định được rằng hai mol đấy bằng nhau, đúng không? Thì hai lồng độ phải bằng nhau. Thế thì nhìn phát biết ngay là đáp án A là hai lồng độ bằng nhau đã. Đúng không? Đáp án A chưa? Tiếp, câu 72. Cho kẽm tác dụng H24 đặc thấy có 39,2 gam H24 tham gia phản ứng tạo muối MgSO4 H2O và sản phẩm khử. Bây giờ ta phải xem sản phẩm khử nó là cái gì. Đúng không? 39,2 chia cho 98 ra bao nhiêu? Mon H24 đấy.
0,4 mol H2O4. Nào, ai tính được? Chứ thôi cái này như vẫn có sai. Đây là gam ZL thì phải tạo ra muối ZlSO4 chứ, đúng không? Hoặc cũng có thể phải sửa ZL thành MG, thì ta cứ sửa lại thành ZlSO4 nhé. Bao nhiêu mol ZL? 19,5 chia 65. Xem có chẵn không? 0,3 mol ZL. Hậu chưa làm bài đấy à? Thế mà khoanh đáp án như đúng rồi. Thế bây giờ ta nhìn này, 0,3 mol ZL thì suy ra cái mol muối ZlSO4 cũng 0,3 mol, đúng không? Bảo toàn nguyên tố kẽm, đúng không? Bảo toàn ZL đấy. Thế thì ta thấy ngay được rằng SO4 trong này cũng là 0,3 mol, đúng không? Mà ta lại có 0,4 mol H2O4 thì suy ra mol khí, mol khí chỉ còn là 0,1 mol thôi, đúng không? Đúng chưa? Bảo toàn lưu huỳnh thì ta ra được mol khí còn có 0,1 thôi, đúng không? Thế bây giờ ta dùng bảo toàn E tiếp này. 0,3 ZL cho 2E thì mol E cho là 0,3 x 2 và bằng mol khí nhận là 0,1 nhân với N, N là số E nhận, được chưa? Ta thấy 0,3 x 2 là 0,6, chia cho 0,1 thì N bằng 6 chưa? N bằng 6 đúng không? Được chưa? N bằng 6 thì lưu huỳnh từ dương 6 mà nhận 6E thì có thể trở thành lưu huỳnh nguyên tố không thôi, đúng chưa? Như vậy đáp án A. Còn nếu nó mà ra H2S thì nó phải nhận 8E. Nếu ra SO2 thì nhận 2E. Hiểu chưa? Đấy, đây là nhận 6E thì từ dương 6 xuống 0 luôn. Thì là lưu huỳnh. Hiểu chưa? Bảo toàn đấy. Tương tự tiếp. Hấp thụ SO2 vào CaOH2. Câu 73 này giống câu 71. Câu 73 giống câu 71. Đều là cái bài toán mà cho SO2 hoặc CO2 tác dụng với bazơ. Được chưa? Kết tủa của em là gì? CaSO3. Kết tủa em là CaSO3. Như vậy từ 18 gam em tính được mol kết tủa rồi, em suy ngược lên. Và thông thường cái dạng bài này sẽ có hai đáp án. Thông thường dạng bài này sẽ có hai đáp án. Vì sao? Nó còn một phản ứng là hòa tan kết tủa, đúng không? SO2 cộng nước cộng CaSO3 tạo ra CaHSO3 hai lần. Được chưa? Lưu ý nhá. Đấy, vì nó giống bài 71 rồi nên để mọi người tự làm. Được chưa? Tiếp tục là bài 74 này. Ta có FeS2 sau một quá trình biến đổi thì sẽ trở thành H2SO4, đúng không? Được chưa? Viết phương trình vào FeS2 mũi tên tạo ra H2SO4. Cân bằng lưu huỳnh hai vế này thì phải thêm 2 và H2SO4 không? Được chưa? Ta tính mol của FeS2 nhé. 2 tấn nhân với 75 chia 100. Nhân với 75 chia 100 thì đây là gì? Không phải, lấy 2 tấn vì FeS2 chứa có 75% trong cái quặng này thôi. Nên đây là khối lượng của FeS2. Xong chia cho cái M lớn của FeS2 là 56 cộng 32 là cộng 3 nhân đôi thì là ra 120. Xong chia tiếp cho 120. Được chưa? Em có thể viết thành là 2 chia 120 nhân với 75 phần 100. Tiếp tục này, mol của H2O4 này. Ta có 2 tấn là M dung dịch mà có C phần trăm là 98 đúng không? Thì M chất tan sẽ bằng 2 nhân với 98 chia cho 100 đúng không? Được chưa? Thì đây là M chất tan. Lấy M chất tan này chia cho gì? Chia cho M lớn là 98 thì ra mol. Thì được viết thành là 2 chia 98 nhân với 98 phần 100. Được chưa? Nào, bằng bao nhiêu bằng máy đi? 2 phần 100 là 1 phần 50 rồi. 0,02 đúng không? Đúng không hậu? 0,02 mol H2O4. Còn mol FeS2 là bao nhiêu? 150 chia cho 120 nhân 100. Mấy đồng chí này không có máy tính bấm đi. Máy ép tâm hào nữa. Nên bấm bao nhiêu? Bấm cái mol FeS2 ra. Ok. Thi xong rồi bắt đầu chơi à? Ngân thi xong rồi đúng không? Hôm qua thì đã nghỉ rồi. Hôm trước nghỉ, hôm qua Hằng Hải nghỉ. Bao nhiêu hậu? Ok, bấm mon FES2 cơ mà. 25 phần 2. 150 chia 100 chia 120. Cho bao nhiêu? 0,0125 à? 0,0125. Chưa? Bây giờ ta đi tính hiệu suất này. Hiệu suất thì bằng mon phản ứng chia cho mon ban đầu.
Mol ban đầu của H2S chính là 0,0125 để ở mẫu. Mol phản ứng có phải là tạo ra 0,02 mol H24 không? Nhân 1 chia 2 thì ra 0,01 mol FeS2 phản ứng không? Như vậy hiệu suất sẽ bằng 0,01 chia cho 0,0125. Bấm máy đi. Rồi nhân 100. Bằng bao nhiêu? 0,01 chia 0,0125 nhân 100, 80% đúng không? 80%. Được chưa? Ok chưa? Mấy đồng chí này có làm bài đâu mà chữa cái chứ. À, chữa mấy câu dễ trước vậy. Câu 75. Cho 25,2 gam kim loại R tác dụng với clo, thấy tạo thành 73,125 gam muối clo kim loại. Xác định kim loại R. Em lấy khối lượng muối trừ khối lượng kim loại thì ra khối lượng clo. Bấm máy đi. Bảo toàn nguyên tố đấy. M của Cl bằng 73,125 trừ 25,2. 47,925 gam chia cho 35,5. 1,35. Bao nhiêu? 1,35 mol. Làm gì tiếp? Hậu ra mol clo 1,35 thì làm gì tiếp? Người ta bắt xác định kim loại R mà. Lấy 25,2 chia 1,35 đi. 25,2 chia 1,35. 18,6 đầy phân số đi bằng bao nhiêu? 56/3 đúng không? Như vậy M của R, M lớn của R bằng 56/3. Khi em để ra cái dạng phân số này, em thấy ngay nó chắc chắn phải là sắt và hóa trị 3. Được chưa? Chắc chắn là sắt hóa trị 3. Ở đây tại sao ta không tính ra ngay được 56? Vì ta còn chưa xét cân bằng phản ứng. Ta vừa rồi mới chỉ tính mol của nguyên tố clo mà. Còn trong phương trình thì ví dụ như Fe cộng Cl2 tạo ra FeCl3 thì phải cân bằng nữa mà, đúng không? Được chưa? Nhưng em cứ để nguyên các mol này em bấm mà ra được tỷ lệ 56/3 thì biết ngay đấy là 56 là sắt và hóa trị của nó sẽ là 3 luôn. Được chưa? Vì M lớn là không bao giờ lẻ. Đã hiểu chưa? Trừ thằng clo 35,5 mà nó tất cả đều là số nguyên. Được chưa? Tiếp 76. Oxy hóa hoàn toàn M gam, magie và nhôm được oxit, giá trị của M là. Nào, lại tương tự. Hỗn hợp cùng số mol magie và nhôm nhé. Cùng số mol magie và nhôm. Bây giờ ta nhìn này, ta viết phương trình này. Mg thì tạo ra MgO đúng không? Mũi tên ra MgO thôi. Al thì tạo ra Al2O3 đúng không? Cân bằng thì ta phải cho 2 vào nhôm gì? Đúng không? Bên kia là Al2 mà, không cần viết oxy đâu. Ta gọi mol magie là X thì mol nhôm bên này cũng là X đúng không? Thế suy được mol MgO là X và mol Al2O3 phải là X trên 2 không? Đúng không? Hiểu chưa? Thế thì em lấy MgO nhân với X và lấy Al2O3 nhân với X trên 2 cho bằng 15,47. Phải ta ra phương trình nhận X không? Thế tìm được X chưa? Tính đi. Mg là 24 cộng 16 là 40X. Cộng với 27 nhân 2 là 54. 54 cộng với 48 là 102Y. À, 102 nhân với x trên 2 bằng 15,47. Tính ra x bằng bao nhiêu? 40x cộng với 51 là 91x. Lấy 15,47 chia 91. X bằng bao nhiêu? Phương. Không phải bao nhiêu? 17 gì? Chắn luôn đấy đúng không? Ok. Biết x rồi thì em tính được gì? Tính được cái khối lượng magie và nhôm không? Như vậy ta lấy 0,17 nhân mở ngoặc 24 cộng 27. Cùng mol mà. 24 nhân 0,17 cộng 27 nhân 0,17 bằng bao nhiêu? 0,17 nhân với 24 cộng 27. 8,67 chưa? Được chưa? Ok nhá. Tiếp này.
Ta chữa bài 78 trước đi, 77 khó chữ sau. 78 nhé. Cho 13,8 gam sắt và nhôm tác dụng với HCl, phản ứng thu được 10,8 lít khí. Khối lượng của sắt trong một ban đầu là, ta gọi sắt là x mol và nhôm là y mol nhé. Được chưa? Ta có phương trình đầu tiên này, 56x cộng 27y bằng 13,8. Phương trình khối lượng. Ta có phương trình mol này, sắt cho mấy e? Tác dụng HCl cho 2e thôi đúng không? Như vậy là 2x cộng nhôm cho 3e là 3y bằng 10,08. Em bấm ra mol bao nhiêu? 0,45 mol hydro. Thì 0,45 nhân 2, hydro nhận 2e mà. Được chưa? Như em bấm được hệ 0,45 nhân 2. Bấm được hệ này, 5, 6, 2, 7, 13,8 2, 3 và 0,9. Bấm xem hệ ra x y bao nhiêu. 0 cần viết phương trình đâu, nhớ nhá. Em làm quen thì chỉ cần viết hệ phương trình cái thứ thôi. X y ra bao nhiêu? 5, 6, 2, 7, 13,8 2, 3 và 0,9. X 0,15, y 0,2. Mà x là mol sắt đúng không? Nó lại bắt tính khối lượng sắt. Em lấy 0,15 nhân với 5,6 đi. 0,15 nhân 5,6 8,4 gam. Được chưa? Ok nhá. Tiếp này, câu 79. 2,58 gam oleum. Oleum là hỗn hợp của H2S4 và ngậm thêm L thằng SO3. Giống như đáp án em nhìn ý, 4 đáp án đều có SO3 ở bên cạnh. Được chưa? Người ta dùng 600ml cao H là bao nhiêu mol có H? 0,6 x 0,1 là 0,06 đúng không? Đúng chưa? Oleum ban đầu ta gọi công thức là H2SO4 nhân với NSO3. H2SO4 nhân với NSO3. Mục đích của mình là phải đi tìm cái N ra. Được chưa? Thế thì em phải viết phương trình phản ứng, đó là H2SO4 cộng KOH thì ra K2SO4 cộng nước. H2SO4 cộng KOH thì ra K2SO4 cộng nước. Tuy nhiên cái H2SO4 tao vừa viết ý, thì nó bao gồm hai thành phần. Một là axit ban đầu, hai là do SO3 chuyển hóa thành axit. Được chưa? Sau đó em đặt mol vào thì em tính được như bình thường. Em có mol KH rồi mà, đúng không? Em suy ra mol của H2SO4 thì biết mol H2SO4 thì em sẽ suy ra được mol của cả cái phương trình H2SO4 nhân NSO3 mà. Được chưa? Hiểu không? Nào, viết đi. Cân bằng phải là 2 và KOH đúng không? Được chưa? Như vậy nó phải cộng với 2 lần KOH. Đây, viết lại phương trình là H2SO4 cộng 2KOH này. Được chưa? Mà mol KOH là 0,06 thì mol SO4 phải là 0,03 đúng không? Chia 2 mà. Được chưa? 0,03. Thế ở đây ta lại có là H2SO4 nhân NSO3. Được chưa? Thì mol của H2SO4 nhân NSO3 phải bằng bao nhiêu? Nào, bằng bao nhiêu? Lấy 2,58 chia cho M lớn của nó là 98 cộng với SO3 là 80N. Đây là mol của H2SO4 nhân với NSO3. 2,58 chia cho 98 cộng 80N. Được chưa? Em dùng bảo toàn nguyên tố lưu huỳnh thì cho cái mol của oleum nhân với 1 cộng N thì bằng 0,03. Viết đi. 2,58 chia cho 98 cộng 80N. 98 cộng 80N ở mẫu em. Chia tất cả cho 98 cộng 80N. Nhân với mở ngoặc 1 cộng N đóng ngoặc bằng 0,03. Từ đây em sẽ tìm ra được N bằng 2. Được chưa? N bằng 2 thì công thức sẽ là 2 lần SO3. Hiểu chưa? Tuy nhiên, đấy là cách làm tự luận. Còn một cách khác có thể thấy sẽ dễ hơn. Em lấy luôn 2,58 chia cho M lớn của các đáp án. Chia M lớn các đáp án. Thằng nào ra mon đẹp thì sẽ là đáp án. Ta chia luôn cho đáp án A nhé. Em bấm đi. 2,58 chia
2,58 chia 98 cộng với 2 nhân 80. 98 cộng 2 nhân 80 bằng bao nhiêu? Bao nhiêu Phương? Hậu ra bao nhiêu? 2,58 chia cho ở mẫu là 98 cộng 2 nhân 80. Lâu thế? Bằng bao nhiêu? Sao lại 160 được? 2,98 chia cho mẫu là 2,58 chia mẫu là 98 cộng 2 nhân 80 ở mẫu cơ mà, làm sao ra 100,01 đúng không? Được chưa? 0,01. Thì em nhân với 1 cộng 2 là nhân 3 thì chẳng bằng 0,03 à? Đúng không? Thì bằng 0,03 mol SO4 chưa? Đấy, như em thử được đáp án rất nhanh mà không cần viết phương trình. Hiểu chưa? Tiếp bài 80. Bài 80 giống cái bài lũy mình làm rồi. Mol H24 là bao nhiêu? 0,8 nhân 0,5 là 0,04. Được chưa? Ta gọi ZL là X mol, gọi MGO là Y mol. Ta có hệ phương trình này. 65X cộng với MGO 16 cộng 24 là 40Y bằng 21,5. Được chưa? Ta có X cộng Y bằng 0,04. X cộng Y bằng 0,04. Với tỷ lệ phản ứng sẽ là 1:1 mà. Thì bấm máy này sẽ ra được XY. Bấm đi. 65, 40, 21,5. 65, 40, 21,5. X bằng 0, Y bằng sao lại trừ được? 0,8 nhân 0,5 bằng 0,4. 0,8 nhân 0,5 bằng 0,4. Đọc sai. Bấm lại sửa cái 0,04 thành 0,4 đi. X bằng 0,12 và Y bằng 0,18. X bằng 0,2, Y bằng X bằng 0,22. Y bằng 0,18. Thế thì ta sẽ tính được gì? Khối lượng của kẽm và tính được phần trăm chưa? Đúng không? Khối lượng kẽm thì lấy M kẽm bằng 65 nhân với 0,22 bằng bao nhiêu? 14,3. Thì phần trăm của kẽm bằng 14,3 chia cho 21,5 nhân 100 bằng 67% chưa? Hiểu chưa? Chép vào đi. Ngân được chưa? Ok nhá.